cái đó nó vừa tiết kiệm mà nó vừa ăn thêm những cái sử dụng. À, tuy nhiên có một số cái vị trí mà cái gì nó tính ra nó nhỏ quá rồi cũng cũng không không cần phải giảm đâu, khi đó các bạn có thể giữ một cái gì đầu đến cuối. Chẳng hạn như trong cái khung này nè, nhiều khi các bạn tính cho cái cột giữa thì các bạn giảm cái diện, mà nhiều khi các bạn tính cho cột biên á, ví dụ như cột trục D3, cột trục này cái diện các tầng trên nó đã nhỏ rồi, khi đó các tầng trên các bạn cứ giữ nguyên thôi, giữ nguyên từ đầu đến cuối, ngon. Sau này tính ra có thể có khác mình thay đổi thôi, nhưng mà cái gì nó vẫn giữ nguyên. Rồi còn một tình huống nữa có thể bạn gặp như sau. Bây giờ đang tình huống này là nó liên quan đến cái tương quan giữa cái bề rộng của cái dầm và cái bề rộng của cột. Để bật cái bút này, bút này nó để trục chặt chút nè, đợi chút. Còn cái bút này dành hết được rồi. Đợi chút một sửa cái viết này đó. Rồi. Rồi giả sử như qua tính toán á, các bạn chọn cái diện cái dầm mà 250 nhân 500. Đó. Cái diện cột từ cái diện bích, đúng không? Chúng ta suy ra bề rộng B và bề cao H á, chẳng hạn như là 200 nhân 500 đi. 200 nhân 500 ví dụ vậy. Đúng không? Hỏi được không? Không. Nhìn nãy giờ bà chưa có chiếu cái PowerPoint, đúng rồi, phải share cái màn hình nè, nãy giờ vẫn đang ở cái chế độ camera này, đợi chút nha. Đợi chút. Đây. Rồi. Rồi, các bạn nhìn thấy màn hình chưa? À, mới mới có mới xem màn hình nữa, các bạn nhìn thấy chưa? À, rồi ha. Rồi, bây giờ mình bàn một số cái tình huống mà sẽ gặp phải ha khi chọn cái diện cột. Chẳng hạn như từ tính toán á, chúng ta ra ra được tiết diện của cái dầm 250 nhân cho 500. Rồi, tiết diện cột á là bằng 200 nhân 500. Hỏi như vậy có được không? À, ví dụ cái khung phải phải cái khung nó cao cao một chút đi. Cái dầm nhịp dài nè, dầm nhịp ngắn nè. Đó. Giả sử như cái dòng này ha, mình ra tới diện 250 nhân 500 rồi. Cái cột này á, ví dụ mình ra tới diện 200 nhân 500. À, ví dụ vậy đi. À, thì chúng ta không nên chọn như vậy. Không nên chọn vậy bởi vì á cái cốt thép của dầm á, cần phải nếu nếu như mà cột biên á thì thép của dầm cần phải neo vào cột. Còn nếu như mà cột nằm ở giữa á, thì cốt thép dầm cần phải băng chạy qua cột. Do đó trong thiết kế bình thường chúng ta hay chọn cái bề rộng cột á và nó thường là không nhỏ hơn cái bề rộng của dầm để cho cốt thép bộ dầm nó có cái điểm tựa, nó có chỗ tựa, không? Mặc dù thực tế vẫn có trường hợp cột nó ốm hơn dầm, thực tế vẫn có trường hợp mà bề cột nhỏ hơn bề dầm, nhất là trường hợp chúng ta dùng cái dầm bẹt. Cái dầm bẹt tức là cái dầm mà chiều rộng thì nó lớn có thể 1 m 1 m 2, mà chiều cao thì nó nhỏ, khi đó có thể chạy trường hợp bề rộng cột nhỏ hơn cái bề rộng dầm tới nó có, nhưng mà không nên trong đồ án này, không nên vì đồ án này thì mình thiết kế nó bình thường lắm, không sàn sườn rồi cũng dùng dầm có dạng thanh
dùng cọ cũng có dạng thanh và không có dùng gì đặc biệt á, do đó mình nên chọn làm sao cho bề rộng cọ ít nhất bằng bề rộng dầm. Chẳng hạn như nếu bạn ra cái diện cọ bằng một kèn 6 mét vuông đi, ví dụ vậy thôi, kèn 6 mét vuông, và bạn chọn cái diện mà 20 cm hay 50 cm, thì thay vì bạn chọn cái này, có thể bạn chuyển thành phương án mà 20-25 nhưng cho 40 chẳng hạn, không? Để cho cái bề rộng cột không nhỏ hơn bề rộng của dầm. Đó, cái đó một tình huống. Tình huống nữa là với những cái cây cột biên à, với những cây cột biên, đôi khi cái diện tích tính ra có thể là nó nhỏ, thì khi đó các bạn giữ nguyên cái diện từ đầu đến cuối, từ chân cột cho đến mái, mà không cần phải giảm tí diện. Có gì sau này mình giảm cột khác thôi. Còn với cột giữa trong cái đồ án á, có thể là 3 tầng các bạn giảm một đợt, hoặc là 2 tầng các bạn giảm một đợt. Đó, cái đó là về cái tí diện. Rồi, sau khi mà có cái diện của dầm của cột rồi á, thì chúng ta mới vẽ cái sơ đồ hình học và vẽ cái sơ đồ bánh của cái khung. Không? Thì sơ đồ hình học và sơ đồ bánh á, nó khác nhau như thế nào thì ở đây cũng chiếu cho các bạn coi. Đây là một cái ví dụ thôi. Cái sơ đồ hình học nè, cái hình này là sơ đồ hình học của cái khung, thì bạn thấy nó có những cái đường tim trục. Không? Cái đường tim này á, ví dụ bạn thấy đường tim trục A, trục B, trục C, thì trục là trục của dây, nó chẳng phải trục của cột, mà này là cái đường trục của kiến trúc nó vẽ á. Là kiến trúc á, thường nó vẽ theo trục tường, nó vẽ theo trục tường, không? Hoặc đôi khi á, một số bạn vẽ kiến trúc á, thì đối với cái cột biên thì cái trục á, thì nó vẽ ra ngoài mép, chứ nhiều cái không theo trục tường á, mà đi theo ngoài mép của cái tường. Do đó trục A, trục B, trục C đây là cái trục mà theo các bạn vẽ kiến trúc, các bạn vẽ kiến trúc rồi. Và cái 3m6 này á, là nó đo từ cái mặt sàn này đến cái mặt sàn kia. Nhưng mà những kích thước này là hoàn toàn mà nằm ở trong cái kiến trúc thôi, chứ chưa có gì kết cấu. Cái sơ đồ này là sơ đồ hình học của cái khung. Chút hồi mình sẽ nói qua cái sơ đồ mà mô hình kết cấu thì nó khác, không? Và sơ đồ này cũng thể hiện rõ ràng tứ diện của dầm nè, bạn thấy không? Rồi tứ diện của cột nè, đó, và những cái chỗ mà thay đổi tứ diện, ví dụ như dầm ở đây cho chỗ cao 50, qua đây còn 30, đây 60, đây còn 30, là khá vậy. Rồi, nói thêm chút xíu về cái khoảng cách ha, từ cái mặt nền tầng trệt cho đến cái điểm ngàm. Rồi, cái chỗ này phải rõ ràng ở đây một chút. Cái khúc này là khó nè. Mấy cái tầng điển hình nó không có gì mà nó bất thường đâu, nhưng mà riêng cái tầng 1 cần phải chú ý chút. Khi mà chúng ta xem cái đề bài á, thì đề bài chúng ta sẽ ghi kích thước á, theo bạn kiến trúc, ví dụ sẽ cho mình cái chiều cao của tầng trệt bằng bao nhiêu, không? Bằng bao nhiêu? Theo cái hình vẽ này là 36 này. Còn theo cái đề bài mà nhiều khi ra số khác, không? Sau là chiều cao của cái tầng điển hình và những cái tầng mà giống nhau á, những cái tầng văn phòng, những cái tầng căn hộ, những cái tầng ký túc xá, vâng, trong cái ví dụ này cũng cho bán 6. Đó, thì các bạn phải giả thiết thêm một cái đoạn, đây là mặt nền trệt nè, không? Đo từ cái mặt nền trệt đến mặt trên của cái móng, mặt trên của cái móng. Vậy sau này khi mà mô hình vào trong máy tính á, chúng ta sẽ cho cái cột này ngàm tại mặt trên của cái móng. Đó, cây cột của mình sẽ cho ngàm tại mặt trên của móng. Không? Cái mặt ngàm này không phải nằm ở ngay trệt đâu, ngay cái trệt này nhiều khi chỉ có cái đà kiềng đỡ tường thôi. Không? Chứ không phải mặt ngàm đâu, mặt ngàm mà mặt trên móng á, mặt ngàm là cái cấu kiện nào mà nó khỏe hơn cột. Nó thì cái móng này rõ ràng nó bự hơn. Và cái chuyển vị nó có thể nó có, nhưng mà chúng ta bỏ qua, coi như chỗ này không có chuyển vị ngang, cũng không có chuyển vị thẳng, cũng không có chuyện bị sai, coi như cái cột này được ngàm vào móng. Như vậy chúng ta phải giải thiết thêm cái khúc này. Thì khúc này giải thiết nó bằng nhiêu, nó tùy vào giải pháp móng của mình. Và trong đồ án các bạn có thể các bạn còn nghi, các bạn chọn. Nếu như chúng ta dùng móng nâu, rồi trên nền tự nhiên đi, tự nhiên cái này các bạn học mấy môn nền móng
Dùng cái mặt nền ở đây nè. Thì hỏi cái khúc này nó bằng bao nhiêu? Không? Cái đoạn nào mà để tính nó ra 1 mét á. Không? Thật ra không phải bao giờ cũng bằng mét. Thì cái này bằng nhiêu? Thì nó tùy thuộc vô cái chiều sau đặt móng của mình. Chiều sau chân móng của mình. Cái chiều sau này á, nó tùy vô cái địa chất bên dưới đáy móng nữa. Mình phải đặt cho trên đất tốt để cho nó bảo đảm cường độ, bảo đảm cái điều kiện biến dạng. Và nó tùy thuộc vào cái chiều dày hay cái chiều cao của cái tứ diện móng. Không? Chiều cao tứ diện móng. Cái chiều cao này á, nó phụ thuộc vào cái điều kiện độ bền của cái móng, có nghĩa là điều kiện chống xuyên thủng của cái móng, xong rồi điều kiện đứng cố khép, chịu ốm của cái móng là khá vậy. Nên các bạn không biết được cái chiều sâu của đặt móng này là theo cái địa chất. Rồi các bạn phải giả thế cái chiều dài của cái móng này đó, từ đó mới có được cái đoạn ngàn. Cái này thường ở trong khi cái khung thì chúng ta phải nhìn sơ bộ qua cái điều kiện địa chất bên dưới, hoặc là nếu mà chưa có tính toán cái gì bên dưới hết á, thì có thể bằng giả thế coi, ví dụ cỡ chừng 1 mét chẳng hạn, như trong ví dụ này 1 mét 1,5 mét cái gì đó, giả thế khúc này 1 mét 1,5 mét, trong điều kiện là chưa có tính toán gì hết đó, nếu các bạn dùng cái móng nâu. Còn nếu các bạn dùng cái móng cọc thì nó hơi khác chút, hay là móng sâu đi ha, và móng cọc á, cọc cái móng có thép á, thì chúng ta thật ra không cần phải đặt cái đài móng á nó quá sâu so với cái mặt đất tự nhiên, mà không cần thiết. Vì sao? Bởi vì nó truyền tải từ công trình bên trên xuống đất mà không qua cái cọc, nó còn mấy chục mét ở đây nè, còn mấy chục mét ở đây. Không, nó khác với cái móng trên nền tự nhiên này, mà nó truyền tải vô cái lớp đất mà trực tiếp bên dưới đế móng. Do đó thứ nhất là để cho tiết kiệm cái chiều dài của cái cổ cột, cái này gọi là cái cổ cột, có thể mình gọi cái cổ móng cũng được. Rồi và để tiết kiệm cái công sức mà đào đắp đất cái đoạn này, thì nhiều khi á, mình đưa cái đài cọc á, nó sát cái nền trệt cũng được, thường thường cỡ chừng 3 tấc đến 5 tấc thấy nó cũng đủ rồi. Đó, cái khúc này nè, cái khúc này nè đó, mà bằng dùng cho cái móng cọc á, thì nhiều khi chỉ cần cỡ chừng 3 tấc 5 tấc thôi. Còn với cái móng trên nền tự nhiên á, bởi vì nó tùy thuộc vô cái trọng lượng, cái gì, cái khả năng chịu tải của đất bên dưới thì mình đưa móng sau. Đúng không? Trong đồ án của mình thì những cái phần móng mình không có tính, do đó các bạn hãy giả thiết thôi. Đúng không? Vậy bạn giả thiết cái khúc này nửa mét cũng được, mà 1 mét cũng được, mà 1,5 mét cũng được, mà 8 tấc cũng được. Nói chung là tùy các bạn. Rồi cái đó là khá ổn ha. Rồi bây giờ ba bàn đến cái chuyển cái sơ đồ, từ cái sơ đồ hình học này nè về cái mô hình lính ở trong phần mềm á, thì cái cột này sẽ đúng quy thành một cái phần tử thanh, không theo trục cột, xong rồi cái dầm á sẽ được quy thành phần tử thanh theo trục dầm, nhưng mà giờ nó kẹt cái lần cột khai đổ tới diện, cái dầm cũng khai đổ tới diện, thì bây giờ làm sao? Không? Thì hồi nãy có mấy bạn đặt câu hỏi á, thì với dầm nó có thể chúng ta nắng mà cho nó nắng mấy cái trục cho nó thẳng hàng đi. Giờ coi như là bây dùng cái trục trung bình, dùng cái trục trung bình. Ví dụ như là bà chia đôi giữa cái dầm cao 600 với cái dầm cao 300, như vậy chia đôi nó thành 450 chẳng hạn, và vẽ cái đường tìm ngay chỗ đó. Rồi cái đó là đối với các dầm. Còn các cột á, cũng có thể ta theo cái phương án đó. Có thể ta dùng cái trục trung bình, có nghĩa là xê dịch cái cột trên cột dưới, xích ra xích vô gì đó một chút xíu, làm sao cho trục cột nó thẳng. Và an toàn nhất á, các bạn nhìn vô cái hình này là các bạn thấy không, nếu như mà chúng ta mà chọn cái trục để tính toán cái khung á, và theo cái trục cột trên cùng á đó, thì nó sẽ làm tăng cái nhịp thực tế của những cái tầng bên dưới, thì như vậy nó thêm thêm và ăn an toàn. Tại bởi vì á, bởi vì cái chỗ mà điểm ngàm này nè, mà cái gì ngàm thì chính là cái trục cột dưới, cái trục cột dưới mình vẽ bằng một cái đường thẳng nè, ngàm vào trong móng. Rồi trục cột dưới nằm ở đâu? Coi cái hình này nha. Trên ví dụ nè, anh em mới thấy là từ trục kiến trúc C đến trục
kiến trúc B đó là 6m3 rồi, nhất trí rồi, 6m3 rồi, mà cái bế diện cột á là 220 × 400 rồi, mà cái trục này mà nó đi theo cái tim tường đó, thì cái ở đây nó cho cái tường dài 220 á, thì cái tim mới chia ra 110 nè, cho nó nếu anh em mà tính cái nhịp cột á thì bây giờ mình tính chính xác coi nó bằng nhiêu nha. Để thử chụp cái hình này qua tính cái coi. Thật ra sau này các bạn làm công nghiệp nhiều khi mấy cái bước này các bạn bỏ qua, các bạn cho nó bằng cái nhịp kiến trúc. Thứ nhất là do mình không biết, cái hai là do mình biết nhưng mà mình ngại đến bán, mình muốn cho nó nhanh đó. Còn nếu như mà mình mà muốn cái trục đúng á thì bạn phải chia đôi cái diện cột ra. Chia đôi ra, đúng không? Cái này các bạn cũng chia đôi ra đó, thì bạn sẽ được cái nhịp tính từ trục đến trục cột, cái nào cái nhịp của cái kết cấu đó. Thì theo cái hình này á, cái nhịp này nó bằng nhiêu? 6m3 này ha, các bạn trừ cho à từ đây đến đây, từ cái mép tường đến cái tim tường là 110, mà cái bề cao cột là 400, đúng không? Như vậy là từ cái mép tường, từ cái mép ngoài á đến cái tim cột á, mà nó sẽ bằng 400 chia 2 trừ cho 110, nó cái khác còn nó lại ra 90 á, 90 mm á, 90 mm. Như vậy nếu mà mình tính nó cầu kỳ á, thì cái nhịp từ trục đến trục cột á là bằng 6m3 nè, trừ cho 90 một phía nè, trừ 90 phía bên kia nữa nè, 90 mm á, nhất trí không? Rồi, từ cái mép ngoài nha đến cái tim cột mà nó bằng 200, từ cái mép ngoài đến cái tim tường nó bằng 110, anh nói cái khác á, từ cái tim tường đến cái tim cột á thì nó là 200 trừ 110 ra 90, mà trừ cho 2 phía, vậy trừ cho 108 ha, ra 6 1 20 cái gì đó. Đó rồi, sau đó các bạn cũng tính tương tự cho cái tầng ở bên trên. À, cho cái cột bên trên, cột bên trên thì ở đây mà nó giảm nè, ở bên trên thì nó làm cái cột có 350 thôi. Rồi mình copy cái này xuống, này nó hơi rối chung, vẫn theo mấy kiểu chính xác này nó bầm bầm đó. Đây bây giờ mình tính từ tim cột trên đến tim cột trên bằng nhiêu nha. Cột trên á bề cao tí vậy là 350, đúng không? Mỗi bên đó, như vậy là nếu đo từ cái tim của cái 350 này đến cái tim của 350 kia á, được cái nhịp đó, hồi nãy như cái này đâu 6m3 đúng không? Từ tim lên từ 6m3, như vậy là 6m3 rồi, bạn mới trừ cho nè, rồi 350 chia 2, đúng không? Trừ cho 110 nhân cho 2 phía đó, không? Vẽ vậy không? Đó, bây giờ vẽ cái mặt bằng cho dễ nè. Cái cột mà nó vậy đang vẽ mặt bằng nha. Cột đó, thì ông này là 350 nè. Đó, còn cái tường nó 220. Cái này cái hình chiếu của cái tường. Đó, 220. Thì cái nhịp kiến trúc á nó đang đi theo cái tim của tường. Thì bây giờ mình mới chuyển thành cái nhịp kết cấu đi theo cái tim của cột. Thì từ cái tim tường nè đến cái tim cột nè, mà nó bằng 350 chia 2 trừ cho 110 á, chẳng biết bấm này nó ra nhiều. 350 chia 2 là 175, trừ cho 110 mà nó còn nhiêu mà chẳng biết, mà còn 65 hả? Còn 65, 65 nhân 2 và nó ra nhiêu ba? 65 nhân 2 là 130. Như vậy là bà sẽ ra 6 1 70, đúng không? 6 1 70, tức là nếu như mà mình theo cái nhịp kết cấu á, theo trục cột dưới nó được cái nhịp là 6 1 20, nếu mà theo trục cột trên ta được là 6 1 70, nếu mà theo cái nhịp trung bình thì mà 6 1 20 cộng 6 1 70 chia 2
đó ra 6150 là khá vậy. Thì ở trong sách á, cái ví dụ trong sách á, nó cho ai ăn làng luôn, nó cho khi ăn làng, nó cho số 6170 cho nó nghĩa là nó theo cái tên của cái cột trên á, để chơi để tăng nhịp, tăng nhịp thì moment nó tăng ra nhiều khác hơn, thấy không? Và anh em mới thấy á, 6m3 thì được chuyển thành là 6170, ở đâu ra con số này vừa rồi nó mới giải thích á. À, hình dung không? Nhưng mà 6170 này á, thật ra là nó đo từ trục của cái cột tầng trên cùng bên trái nè đến trục của cái cột tầng trên cùng bên phải, tầng tim cột này, tầng cột này, sau đó nó cho cột dưới này cùng tim với cột trên luôn, nó kéo nguyên đường thẳng băng cho dễ. À, như vậy nó ra được cái nhịp là 6170. Tương tự như vậy á, các bạn tính từ cái tim của trục B nè đến tim của cột trục A nè, thì cái số 2m4 này á, tim tường đến tim tường á, nó sẽ hóa thành con số là 2465. Tim bộ đến tim cột nó hơi khác chút xíu, hơi dây nhối chút, không sao, đúng không? Hai bài trong bài về kiến trúc á, chúng ta đo từ cái mặt sàn nè tới mặt sàn nè có được cái chiều cao 3m6. Còn trong cái khung kết cấu á, mình đo từ cái trục dầm nè đến trục dầm nè thì mấy tầng trên nó vẫn ra 3m6 mà. Rồi mình giả thiết là mấy cái trục sàn trên, trục sàn trên dày nhiêu, sàn dưới nó cũng dày nhiêu. Ok, bây giờ bạn theo trục dầm hay trục của sàn thì cái này vẫn 3m6 thôi. Nó chỉ khác nhau và khác nhau ở cái tầng dưới cùng, nó hơi rụt rà. Cái gì nó cũng rụt rà ở tầng dưới cùng. Đây. Tầng dưới cùng nha, anh em thấy nè. Nhìn do cái sơ đồ hình học. Thấy không? Cái chiều dài thiệt của cột này bằng nhau là 3m6 cộng cho 1m chôn móng á, đo từ mặt nền đến mặt trên móng như vậy phải ra 4m6. Mà vì sao ở đây nó ra đến 4 4 50 chứ không phải 4m6 mà ra 4 4 50, vì cái đường này á, cái đường thẳng này á, nó không phải vẽ cái mặt sàn mà nó vẽ cái trục của cái dầm, vẽ cái trục của cái dầm. Ở đây mình có cái dầm chiều cao là 600, có cái dầm chiều cao là 300, thì để cho nó đơn giản, cho nó an toàn thì nó theo cái dầm 300 để cho cái cột nó càng dài càng tốt á. Thì bây giờ nó sẽ đo từ cái mặt móng nè cho đến tim của cái dầm 300, thì các bạn sẽ thấy nó bằng cái gì, nó bằng 1m nè cộng 3m6 nè trừ cho 1/2 của 30 phân á, nghĩa là chiều cao cái dầm này á, thì nó ra cái chiều cao cột bằng trệt trong sơ đồ kết cấu là 4 4 50, mà cái nó cũng khá rối ha. Rồi các bạn nghe hiểu được cái phần đó chưa, cái phần mà chúng ta dựng cái sơ đồ hình học của kết cấu ha, và sau đó chúng ta dựng cái sơ đồ bánh, cái vừa rồi nói cái mà đi theo trục cột á và sơ đồ bánh để mình nhập vô trong phần mềm á, ra moment gì đó, còn cái mà tim tường xong rồi vẽ kích thước thiệt của cái cột cao như rộng như dầm, cái đó sau hình học sau đó mà sau này xây dựng ra cái nhà mà nó thiệt sao kích thước đó nó có cái hơi khác nhau chút, mặc dù nó vậy thôi, các bạn sẽ làm này cho nó chính xác trong đồ án này thôi, sau này đến bố kịp nó nhiều khi kiến trúc nó vẽ bao nhiêu các bạn phan vô phần mềm nó cũng bấy nhiêu mà cho nó nhanh, đúng không? Mà thôi tại nó bây giờ đồ án này đang bước đầu, cho nó chính xác chút, đúng không? Chắc buổi hôm nay học sơ bộ như vậy thôi ha, thì sẽ gửi cho các bạn mà đã gửi email đại diện đây nè, đúng không? Gửi email đại diện đây nè, đó rồi gửi cái đề bài, rồi gửi cái danh sách, chúng ta về nhà chúng ta chọn thử tiết diện của cái khung mà mình được giao á đó, và chúng ta vẽ sơ đồ bánh. Dĩ nhiên là muốn vậy chúng ta phải bố trí trước dầm phụ có dùng hay không, xong rồi ngang ô cầu thang thì như thế nào, xong rồi chỗ có tường như thế nào, và suy nghĩ trước hết cái đó là mọi người ra được hết cái phương án đó đi, buổi sau bắt đầu mới tính toán tải trọng, xong rồi dồn tải trọng vào khung đó, buổi sau trở bắt đầu mới chỉ bạn sơ sơ cho cái khung vô trong máy chạy như thế nào, coi như xong đồ án là quá khỏe, đúng không? Đó, và bạn nào mà có email muốn email thêm thì cái email mà có gửi cho bóp mà học tập bài học kiến trúc ha, học tập dhkt@gmail.com, ví dụ như bạn muốn hỏi gì có thể bạn email này các bạn hỏi cũng được, email này có in sẵn ở trong đề á, thấy không? Đó, ở trong đề bài hình như có in cái email này rồi. Chắc là ban đầu học học
buổi đầu học sơ sơ vậy thôi ha, trong đề đồ án à, không mấy cái quy định nhé, các bạn đọc trước đi, có gì còn sau giải nghĩa. Nhưng mà trước mắt các bạn về bạn đọc coi có khác mắc gì hay không cái đề cái đã, không còn yêu cầu mình tính ngang đầu phức tạp hay đơn giản à, trình bày tiếp ha. Rồi, các bạn có hỏi gì nữa không? À đúng rồi, đúng rồi, kỳ sau thì mình cũng sẽ vô cái code của cái Google Meet này. À, còn nếu như có gì thay đổi rồi thì bên chỗ phòng đào tạo sẽ gửi, nhưng mà vừa rồi tôi chỉnh cái chế độ repeat cho cái code này, có nghĩa là bài code tuần sau cũng giống y chang à, không cần phải đổi code. Mà nếu như mà sự cố mà có đổi vậy thì sẽ nhờ bên trong cô Thanh thư ký khoa báo cho mình ha, gửi đến cái tài khoản CV của mình á. À cái đồ án thì để có bạn hỏi đồ án bây giờ sao ha, nộp mail hay nộp giấy thì cái đó để vài bữa tính, đợi không biết nghĩ tới khi nào. Không, nhiều khi mà học hết khóa mà vẫn còn nghĩ, khi đó các bạn gửi mail thôi. Không, gửi mail xong rồi có thể tôi coi đồ án, tôi hỏi một bạn một vài câu chat theo kiểu này cũng gọn thôi, đúng không? Và cũng nhớ và chúng ta còn có cái tại vì đồ án này là chuyên về khung, chúng ta còn có cái phần hồ nước nè, phần cầu thang, cái phần mà nói các bạn bài tập nhóm á, thì chắc là cái phần đó nếu như mà vẫn còn nghĩ thì các bạn làm, xong các bạn đánh máy gì đó, xong rồi hoặc các bạn viết tay cũng được, các bạn chụp hình, các bạn nộp cũng được. Còn nếu như mà có đi học á, thì sẽ có cái phần thuyết trình những cái bài tập đó, nhưng mà không thuyết trình thôi, không đi học các bạn sẽ gửi để một sửa xong rồi trên cơ sở mà có những cái bài sửa đó thì rất là hữu ích cho mình để sau này mình đi thi cũng có, mà tốt nghiệp cũng có, mà tốt nghiệp chắc chắn có phần tính cầu thang, không chắc chắn có cái phần hồ nước máy, còn cái phần khung thì chắc chắn có rồi, không còn cái phần sàn nơi đó bé 31 thì càng chắc chắn có nữa, không như vậy nói chung bên đồ án tốt nghiệp chúng ta giải quyết được cũng khá nhiều trong cái môn bé 31 2 ha. À, rồi thôi bây giờ tạm nghỉ nha, rồi có gì còn sao tiếp nha. Rồi thôi nghỉ, rồi chào các bạn, có ai khắc mắc gì nữa không? Rồi thôi ha, rồi gặp sau ha. Rồi. Rồi chắc để tôi chụp hình cái hình này lại đó ha. Rồi ha, rồi thôi ha, tạm thời nghỉ, mình xong tiếp. Rồi. Rồi, chào các bạn nha. Rồi, mấy này nhà không vui à. Rồi, bye bye. Bắt cái...